là được biết Văn Toàn về đây có hai việc. Một là khai trương quán cà phê ông Bầu. Còn việc thứ hai thì bây giờ thì xin mời Văn Toàn sẽ nói thật cho tất cả quý vị khán giả ở đây được biết là mục đích thứ hai về đây để có việc gì. Nên em xin gửi lời chào đến tất cả mọi người có mặt tại quán cà phê ông Bầu ngày hôm nay. Thì thực sự thì em rất là vui khi mà mình đã tổ chức được một quán, đã làm một quán cà phê ông Bầu ngay tại Hải Phòng, nơi rất là gần với nơi em sinh sống ở Hải Dương. Thực sự thì hôm nay với chú Quang Thắng thì với lý do thứ hai thì cũng gặp chú Quang Thắng ở Gia Lai và chú Quang Thắng có lời đề nghị là muốn nhận Văn Toàn làm con rể của mình. Thứ nhất là Quang Thắng với Văn Toàn là cùng quê Hải Dương. Và thứ hai nữa là Quang Thắng cũng có hai cô con gái rất là xinh. Và thứ ba nữa là nói với Văn Toàn rằng là không những thế, không những cô gái rất xinh mà Quang Thắng còn rất là nhiều đất ở Hải Phòng. Cho nên là Văn Toàn là kiểu gì cũng phải về đây làm con rể. Thế là chưa nói cái vế thứ ba, tức là vế là nhận đất nữa.